đây là yếu tố cảm quan đầu tiên khi các bạn bước vào con đường chơi kim cương. Các bạn hiểu thì bạn sẽ không bị kim cương chơi lại, mình xua các bạn luôn. Xin chào các bạn, thì đầu tiên nhất là để chúng ta hiểu về ánh sáng nó tác động lên kim cương như thế nào thì chúng ta phải hiểu được bản chất của ánh sáng là gì nha các bạn. Thì như hồi xưa chúng ta học về vật lý, mình nhớ không lầm thì chắc là khoảng lớp 9 thì chúng ta đã học về vật lý ánh sáng rồi. Các bạn biết rằng là cái ánh sáng bao gồm rất là nhiều nguồn sáng. Nguồn sáng từ ánh sáng mặt trời nha các bạn. Nguồn sáng là đèn nè. Nguồn sáng là có thể rằng là các cái hệ thống chiếu sáng của chúng ta. Và trong các cái tủ trang sức á, thì cái nguồn ánh sáng rất là quan trọng. Nó bao gồm cả về cái góc chiếu sáng cũng như là cái loại ánh sáng các bạn sử dụng. Thì đối với lại cái ánh sáng mặt trời, cái ánh sáng bình thường mà chúng ta sống trong cái không gian trái đất bình thường ở đây các bạn, thì các bạn biết rằng là ánh sáng là không màu. Khi mà ánh sáng nó được đi qua một cái lăng kính, đây nè, mình sẽ cho các bạn thấy một cái lăng kính như thế này. Thì khi ánh sáng đi qua một cái lăng kính thì nó sẽ được gọi là tách ra thành những cái ánh sáng cơ bản. Thì cái nguồn ánh sáng cơ bản á, các bạn mà mắt một mắt thường mình có thể thấy được á, thì nó bao gồm là màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh dương nè và màu tím. Hay là chúng ta thấy rằng là khi mà trời mưa đó, sau mỗi cơn mưa thì chúng ta sẽ thấy cầu vồng. Thì cầu vồng cũng là một hiện tượng tán sắc, tức là ánh sáng mặt trời sẽ bị tán sắc qua các cái hạt nước rất là nhỏ trên bầu trời và sẽ bị tán sắc ra thành các cái ánh sắc, các cái ánh sáng đơn sắc. Và điều này chúng ta thấy được cầu vồng. Thì cái nguyên lý này nó cũng tương tự khi mà chúng ta chiếu ánh sáng vào trong cái bề mặt của kim cương các bạn ha. Thì ánh sáng nó sẽ được tán sắc ra thành những cái màu sắc cơ bản, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và các bạn biết rằng đó là khi mà ánh sáng đi qua một vật chất thì mỗi loại vật chất nó sẽ có một cái chiết xuất. Cái chiết xuất đó chính là cái tốc độ mà ánh sáng đi qua cái vật thể đó. Thì lúc đó ánh sáng nó sẽ cho ra độ tán sắc khác nhau khi đi qua mỗi vật chất khác nhau. Và nó sẽ cho ra mỗi cái góc ánh sáng đi qua khác nhau đối với ứng với lại cái chiết xuất các bạn. Thì chúng ta biết rằng là chiết xuất của kim cương là nó là 2.42 so với lại cái môi trường không khí mình bên ngoài. Nên vì thế khi mà ánh sáng đi vào kim cương nó sẽ bị tán sắc ra, tạo ra những cái tia lấp lánh có màu sắc đó các bạn. Hay người ta gọi là fire, là lửa đó. Dân gian người ta hay gọi trong dân bán là lửa mạnh, lửa yếu đó. Thì đó là do cái độ tán sắc chiết xuất của kim cương nó quyết định. Thì về cái phổ của ánh sáng các bạn, thì hiện tại mắt con người á, người ta chỉ có thấy được một đoạn phổ của ánh sáng thôi các bạn, bao gồm là đoạn phổ mắt người thấy được á, là từ màu đỏ cho đến màu tím. Và chúng ta đo được á, là sử dụng á, là cái độ dài của ánh sáng này nha. Đối với ánh sáng đỏ á, thì độ dài ánh sáng từ 740 cho đến 625. Và đối với lại ánh sáng màu tím á, là độ dài của bước sóng á, nó khoảng là 435 cho đến 380. Ngoài ra thì đối với lại cái phổ ánh sáng á, thì chúng ta sẽ có là phổ cận trên và phổ cận dưới nha các bạn. Đối với lại cái phổ cận trên á, tức là nó lớn hơn 700 nanomet á, thì chúng ta gọi nó là ánh sáng có bước sóng dài. Thì chúng ta thường thấy là cái phổ hồng ngoại các bạn ha. Phổ hồng ngoại hay ta gọi là irradiated hay là IR các bạn. Và cao hơn nữa thì ta có sóng radar, xa hơn nữa thì chúng ta sẽ có sóng radio, và cao hơn nữa là cho chúng ta các sóng mà gọi là truyền tín hiệu các bạn. Và đối với cận dưới, tức là nhỏ hơn 350 nanomet, là nhỏ hơn cái màu tím các bạn, cái sóng màu tím, thì chúng ta sẽ có những cái dãy phổ như là của sóng UV hay là ultraviolet các bạn. Hoặc là thấp hơn nữa thì chúng ta sẽ có tia X-ray, hay thấp hơn nữa thì chúng ta sẽ có tia gamma, và thấp hơn nữa chúng ta sẽ có cái tia gọi là tia cosmic ray. Thì những cái tia này là những cái tia mà nó có hại cho sức khỏe con người cũng như là có hại cho bản chất của đá quý luôn nha các bạn.
Thì mình cũng nói với bạn luôn là đối với đá quý thì hai cái yếu tố mà nó ảnh hưởng nhiều nhất đến cái tính chất của đá quý cũng như là cái độ bền của đá quý đó chính là nhiệt độ và cái bản chất của ánh sáng khi chiếu vào. Khi mà đá quý phơi sáng hay là khi mà đá quý chịu một cái tác động của nhiệt độ thì nó sẽ làm ảnh hưởng. Tại vì trong cái quá trình thành tạo của đá quý trong cái lòng đất của chúng ta đó, thì những viên đá quý nó sẽ nguội lạnh dần, nghĩa là từ một dung nham nóng và nó sẽ nguội lạnh dần từ từ và nó kết tinh thành tinh thể và nó sẽ được ẩn trong một cái thể kính. Khi mà cái quá trình phong hóa xảy ra thì từ từ nó sẽ lột đi cái lớp bề mặt và lúc đó lộ ra cái phần đá quý mà chúng ta thấy mà để chúng ta khai thác. Thì đối với cái quá trình mà tác động nhiệt, tức là khi mà đá quý được lộ ra khỏi mặt đất rồi là nó đang ở cái nhiệt độ của bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta tác động một cái nhiệt lên trên đó thì nó sẽ làm thay đổi bản chất của đá quý. Nó có thể làm thay đổi bản chất màu, nghĩa là màu của đá quý sẽ nhạt hơn, cái tâm màu của đá quý sẽ thay đổi, hoặc là cái ánh sáng của chúng ta là nó bao gồm các cái tia mà gamma hay tia X-ray hay tia UV chúng ta chiếu vào viên kim cương hoặc là viên đá thì nó cũng sẽ tạo ra sự thay đổi các cái năng lượng bên trong của viên đá và lúc đó nó sẽ thay đổi cái tâm màu. Thì có thể có những viên kim cương màu sẽ có những viên kim cương hoặc là có những viên đá quý thì cái màu nó có thể nhạt đi hoặc là màu nó có thể tăng lên tùy theo cái bản chất của cái nguyên tố tạo màu. Mình nói ví dụ như topa bản chất cái màu của nó là do chiếu xạ các bạn ha, là squid topa. Thì khi chiếu xạ đó là chúng ta đã tác động một cái năng lượng vô cái nguyên tố, chúng ta tạo một cái tâm màu khác cho topa. Nhưng mà với điều kiện khi mà chúng ta tác động một cái tia ánh sáng với cái năng lượng cao hoặc là năng lượng khác á, thì nó sẽ tác động lên cái yếu tố năng lượng của cái nguyên tố tạo màu và sẽ thành một cái tâm màu khác. Thì lúc đó cái màu của topa khi mà bị chiếu xạ nó sẽ không còn giữ được cái năng lượng đó nữa và nó sẽ thoát cái năng lượng nó đi. Thì chúng ta thấy rằng một viên topa, squid topa khi mà chúng ta mới xử lý thì cái màu nó rất là đậm, nhưng mà khi chúng ta sử dụng một thời gian dài á, hoặc là chúng ta đeo mà chúng ta đem ra ngoài nắng nhiều á, thì chúng ta thấy cái màu nó sẽ nhạt đi dần. Đó cũng là một yếu tố để chúng ta chú ý, để khi mà chúng ta sử dụng những viên đá hoặc chúng ta sử dụng những cái đá quý á, chúng ta biết được cái bản chất của cái màu của đá quý như thế nào và chúng ta sẽ tránh đi những trường hợp mà sẽ làm thay đổi đi cái bản chất của mình. Kim cương cũng vậy các bạn. Kim cương nghe thấy rằng không phải là chỉ có kim cương không màu các bạn, kim cương có rất nhiều màu và có những cái loại màu nó được hình thành bởi phóng xạ, như là màu xanh lá. Bản chất đặc trưng nhất là màu xanh lá, thì cái màu xanh lá là cái màu rất là hiếm và khi mà chiếu xạ, tức là gì, là trong bản chất cái quá trình hình thành của kim cương trong cái đất đó, nó gần với lại một cái nguồn phóng xạ và cái nguồn phóng xạ nó sẽ tạo cho cái nguyên tố tạo màu ở bên trong của viên kim cương, nó sẽ tạo nên màu xanh các bạn ha. Đó là chính là cái yếu tố về ánh sáng. Chúng ta nên để ý rất là nhiều về các vấn đề về ánh sáng này, để khi mà chúng ta xem xét một cái viên kim cương được cắt mài rồi, được đánh bóng rồi á, thì chúng ta sẽ thể hiện được coi là cái viên kim cương này á, cái độ sáng của nó như thế nào, cái độ lửa của nó như thế nào và cái phản ứng của các cái giác khi mà chúng ta nghiêng viên đá qua nghiêng viên đá lại nó như thế nào. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái bản chất của nó như vậy. Và tiếp theo á, thì mình sẽ nói đến cái yếu tố tại sao khi mà tại sao người ta lại cắt mài viên kim cương theo một cái yếu tố cắt mài như thế này, một tiêu chuẩn. Đối với lại viên kim cương tròn, mình lấy mọi thứ mình sẽ lấy viên kim cương tròn tại vì đó là tiêu chuẩn. Kim cương tròn đối với lại GIA cũng như thế giới, người ta đã công nhận là cái hình dạng tròn chiếu sáng hay gọi là round brilliant, đó là một hình dạng tròn chuẩn cho viên kim cương. Thì chúng ta thấy rằng như cái hình mà mình đã trình bày với các bạn thì viên kim cương nó sẽ được cắt thành hai phần, một phần ở trên là ta gọi là round, người ta gọi là vương miện các bạn không, còn phần ở dưới người ta gọi là pavilion hay gọi là phần đáy. Thì các bạn quan sát rằng là tất cả các cái giáp nó đều được mài thành một cái góc, một hình cái dạng và nó sẽ đạt một cái tiêu chuẩn chung
tức là góc nó như thế nào, góc trên như thế nào, góc dưới như thế nào thì nó mới đạt được cái tiêu chuẩn phản xạ và tán xạ ánh sáng các bạn ha. Thì các bạn biết rằng là khi ánh sáng chiếu vào một bề mặt của một vật thể thì nó sẽ có hai cái tia ánh sáng xuất hiện, đó chính là tia phản xạ và tia khúc xạ. Tia phản xạ tức là gì? Tia phản xạ tức là khi tia tới gặp một bề mặt phản xạ thì lúc đó nó sẽ hình thành một cái tia phản xạ tới mắt của chúng ta, và cái góc phản xạ sẽ bằng góc tới. Còn tia khúc xạ tức là khi mà ánh sáng đi tới và đi vào bên trong của vật liệu thì nó sẽ tạo ra một cái tia gọi là tia khúc xạ. Mà thì cái điều mà dễ hình dung nhất là khi các bạn cắm một cái đũa vào trong một cái ly nước các bạn, thì các bạn thấy rằng là cái ảnh của cây đũa sẽ bị gãy ngang ngay chỗ cái mép của cái nước và không khí. Thì cái ranh giới giữa không khí và nước nó là ranh giới giữa hai cái chiết xuất, một chiết xuất là chiết xuất của không khí và một chiết xuất là chiết xuất của nước. Và khi các bạn đưa một cây đũa vào từ môi trường không khí vào môi trường nước thì cái ánh sáng khi nó đi vào cái môi trường nước nó sẽ bị bẻ cong một góc, và cái chiết xuất của ánh sáng nó sẽ khác với chiết xuất của không khí. Nên vì thế các bạn thấy rằng cái ảnh của cái đũa bên trong cái ly nước nó sẽ bị dịch chuyển qua một chút. Đó chính là gọi là cái hiện tượng khúc xạ các bạn ha. Thì đối với lại cái trường hợp này thì chúng ta nên quan tâm đến một cái hiện tượng, đó chính là sự truyền sáng. Thì sự truyền sáng là cái sự mà khi mà ánh sáng đi xuyên qua một vật liệu của ánh sáng thì dựa vào cái bước sóng, dựa vào cái chiết xuất của vật thể cũng như là của không khí thì chúng ta sẽ có được gọi là cái chiết xuất của cái vật chất đi qua như các bạn ha. Rồi một cái hiện tượng nữa ta gọi là hiện tượng tán sắc, giống như hồi nãy mình nói các bạn. Thì đây là một cái hiện tượng mà nó cho chúng ta thấy rằng sự khác biệt giữa cái giá trị chiết xuất của ánh sáng cũng như là đối với vật liệu các bạn ha. Thì các cái thông số cơ bản của kim cương mình cũng trình bày với các bạn là đối với loại kim cương thì chiết xuất của nó là 2.42 so với loại chiết xuất của không khí các bạn ha. Và tỷ trọng của kim cương là 3.52. Thì cái này tỷ trọng này là không phải là mình bỏ lên cân là mình ra được đâu, cái đó gọi là khối lượng. Còn tỷ trọng nó là tỷ lệ giữa khối lượng khô và khối lượng mà mình cân nước các bạn ha. Thì cái này mình sẽ có trình bày cho các bạn khi mà mình trình bày về cái phương pháp đo tỷ trọng cũng như cái thiết bị đo tỷ trọng, thì mình sẽ có cái bảng để cho các bạn hiểu về tỷ trọng này hơn. Và kim cương thì nó có độ cứng là 10, là cứng nhất trên trái đất này các bạn. Nhưng mà nó có một yếu tố rất là sai lầm khi mà các bạn hiểu về cái độ cứng này, và mình sẽ trình bày riêng cho các bạn để các bạn hiểu là cái độ cứng 10 này là độ cứng gì các bạn ha. Rồi tiếp theo thì giống như nãy mình nói về tròn chiếu sáng standard Brownian, thì mình sẽ trình bày cho các bạn là một viên kim cương tròn chiếu sáng nó sẽ có bao nhiêu giác và những cái giác đó tên là gì và bố trí ra sao các bạn ha. Thì đối với cái hình đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hình. Thì đối với lại kim cương nó sẽ chia làm hai phần ha bạn. Phần trên là gọi là round, phần dưới là pavilion, là phần đáy các bạn. Và ở giữa phần round và phần pavilion thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có một cái đường gọi là đường ao biên á, thì cái này ta gọi là girdle, là cạnh đó các bạn. Rồi đối với lại phần trên, thì đối phần trên thì chúng ta thấy rằng cái mặt ở giữa đây, cái mặt ở giữa này là một cái mặt to nhất trong tất cả các giác ở kim cương, hay người ta gọi là table, là mặt bàn các bạn ha. Thì mặt bàn thì chỉ có duy nhất một mặt bàn đối với lại tròn chiếu sáng các bạn ha. Đó, và tiếp tục từ mặt bàn chúng ta đi ra thì chúng ta thấy rằng sẽ có 8 cái giác hình tam giác. Đó các bạn thấy nè, ở đây nè, đó 8 cái tam giác xung quanh cái mặt bàn ha. Nó sẽ tiếp tuyến với lại tất cả các cạnh của mặt bàn. Thì cái giác này người ta gọi là giác sao, hay gọi là star facet. Thì giác này ta sẽ có 8 giác các bạn ha, tổng cộng là 8 giác. Và tiếp tục đi ra hướng bên ngoài nữa thì kẹp giữa hai giác sao thì chúng ta sẽ thấy có một cái giác nó giống như một cái cánh diều các bạn ha. Nếu một cánh diều thì ta gọi giác này là bezel facet.
hay là gọi là giác cánh diều các bạn. Thì cái này nó cũng, giác này nó cũng sẽ có 8 giác à, và cứ một giác benzo sẽ được kẹp giữa bởi hai giác star. Và tiếp tục từ cái giác benzo này thì chúng ta đi ra ngoài tới gần củ gơ đồ thì chúng ta thấy sẽ có hai cái giác hình tam giác lệch cũng kẹp qua hai bên của cái cạnh của giác benzo các bạn. Thì người ta gọi đây là giác upper girdle facet hay là gọi là giác trên cạnh. Thì giác này chúng ta thấy nè, nó sẽ có một cặp, cứ một cặp giác upper girdle thì nó sẽ kẹp một cái giác benzo. Thì chúng ta đếm ra rằng ở đây nếu mà phần trên chúng ta sẽ có là 16 cái giác upper girdle. Đó, đó là toàn bộ tất cả các giác của crown. Và tiếp tục chúng ta sẽ xuống cái phần của pavilion. Thì pavilion á, thì chúng ta sẽ đi từ tâm đi cho dễ bằng ha, giống như ở trên. Thì từ tâm á, đối với một viên tròn chiếu sáng chuẩn thì ở ngay cái đỉnh cuối cùng á, là cái đỉnh của pavilion á, thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm hội tụ của tất cả các cái giác lớn về một cái điểm. Thì ta gọi cái điểm này gọi là điểm Coulet. Thì cái điểm Coulet này á, là đối với lại hồi xưa các bạn, lâu lắm rồi, thì người ta thường á, là người ta sẽ cắt một cái giác ở đây. Cái giác này nó sẽ song song với lại cái mặt bàn à, và nó cũng hình nó cũng là hình bát giác luôn các bạn. Tại sao người ta cắt một cái giác ở đây? Thì vì hồi xưa á, người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là khi cắt một cái giác như thế này, nó cũng giống như tấm gương các bạn, nó sẽ phản xạ. Nhưng mà nó không phải vậy bạn. Khi mà các bạn cắt một cái giác ở ngay Coulet thì khi bạn nhìn từ cái hướng mặt bàn đi xuống Coulet, chúng ta sẽ thấy một cái giác rất là to và rất là đen. Tại vì lúc đó ánh sáng nó đi vào mặt bàn và nó đi xuyên qua Coulet, nó đi ra ngoài ở phía dưới đáy, nên vì thế nó không phản xạ lên trên bề mặt. Và một điều quan trọng thứ hai á, khi mà người ta cắt giác Coulet á, đó chính là để cho nó không bị bể cái đáy. Tại vì các bạn hiểu rằng là khi chúng ta mài một cái viên kim cương, tất cả các giác nó hội tụ về một điểm đáy của pavilion á, thì nó sẽ thành một điểm đỉnh rất là nhọn. Thì á, người ta sẽ mài một cái giác này để có nhiều mục đích. Một á, là người ta sẽ sửa những cái vị trí này, bị cái đáy này bị bể á, người ta sẽ mài một cái giác ở đây để mà người ta sửa đi cái vị trí đó. Cái thứ hai á, là khi mà người ta mài một cái giác như thế này á, thì có thể rằng là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khác, một cái hiệu ứng khác mà hồi xưa người ta chuẩn, chứ bây giờ thì cái standard variation người ta không có cắt cái giác Coulet nữa bạn ha. Coulet nó chỉ là một cái điểm point, một cái điểm mà nó hội tụ của tất cả các cái chính thôi. Đó, các bạn để ý nè, nếu mà một viên bây giờ mà các bạn đi coi ngoài thị trường mà các bạn mua mà thấy có một cái giác Coulet đây, thì nó sẽ có mục đích, đó chính là mài đi cái điểm bể của cái hòn đáy các bạn ha. Thì các bạn sẽ soi lại về vấn đề là nếu bể vậy thì cái giác này nó nhỏ hay nó lớn. Nếu mà nó nhỏ thì tức là cái chip rồi cái bể của đáy này nó nhỏ. Nhưng mà nếu mà cái giác Coulet này mà nó lớn, một cái mặt lớn, thì tức là hồi xưa là cái viên này nó sẽ bị bể một cái đáy khá là lớn. Và các bạn sẽ coi lại về phần carat, tại vì cắt mài nó sẽ luôn luôn liên quan đến là trọng lượng. Nên vì thế nếu mà viên đáy nó bị sửa, sửa phần Coulet này nè, thì cái trọng lượng nó sẽ không còn chính xác như là cái trọng lượng ban đầu nữa. Tại vì cái trường hợp mà sửa Coulet này nó rất là nó rất thường xuyên xảy ra các bạn. Tại vì khi các bạn đeo nè, các bạn làm rớt nè, hoặc là các bạn va chạm cái đáy của viên cương nè, nó rất là dễ bị bể ngay cái đáy như các bạn. Thì tại sao nó cứng nhất mà nó bị bể? Thì phần của độ cứng của đá quý mình sẽ nói rõ về phần này các bạn. Rồi, từ phần đỉnh của Coulet này chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài. Thì các bạn thấy có những cây giác nó hình giống như là hình mấy hình hình gì ta, nó giống như là một hình mũi nhọn vậy đó, nó tỏa ra cho tới luôn cái đỉnh của mũi nhọn này, nó ra tới gò đồ. Thì người ta gọi cái giác này gọi là giác pavilion main facet, tức là giác pavilion chính, hay là mình thường gọi cho dễ là gọi là giác chính. Thì các cái giác này là sẽ có một đầu của giác nó sẽ tụ ở Coulet và một đầu của nó sẽ kết thúc ở girdle. Và ở đây nó sẽ có là tổng cộng là 8 giác. Và tiếp tục giữa hai cái giác pavilion chính, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một cặp giác
À, một cặp giác này á, có cái hình dạng giống như tam giác mà nó hơi tròn tròn và kết thúc ở cái phần girdle. Thì ta gọi cái giác này gọi là giác lower girdle facet, tức là giác dưới G. À, và các bạn để ý rằng là giác dưới G và giác trên G là nó khớp với nhau các bạn. Đó, như ở vị trí này nè. Các bạn thấy rằng là giác trên G và giác dưới G là nó khớp với nhau. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có 16 giác lower girdle. Vậy thì tổng lại tất cả các cái giác mà từ nãy giờ chúng ta nói tới á, thì một viên standard round prism chuẩn nó có tổng cộng là 57 giác nha các bạn nha, 57 giác mài. Và chỉ khi á, mà cullet này nó được mài thì lúc đó chúng ta mới có một cái giác nữa gọi là giác thứ 58. À, các bạn để ý nha, nếu mà đúng tiêu chuẩn thì chỉ có 57 giác mài thôi. Và nếu có thêm giác của cullet thì chúng ta sẽ có thêm một giác nữa ta gọi là giác thứ 58. Đó, thì thông qua cái trình bày của mình đó, thì mình cũng đã cho các bạn biết về thứ nhất là hình dạng cũng như là bố trí của vị trí của giác nè, số lượng giác nè và các cái vị trí bố trí với nhau nè. Đó. Và tiếp theo á, thì tại sao mình sẽ cho các bạn biết cái này? Thì những cái giác này người ta đã nghiên cứu rất là nhiều về cắt mài. À, mình ở đây mình có được GA gửi tặng cho một cuốn là kỷ niệm 100 năm. 100 năm sự phát triển của giác cắt mài của kim cương trên thế giới. Thì chúng ta thấy rằng là người ta đã nghiên cứu về cái việc mà tạo ra các cái góc giác cũng như là các cái thông số để mà cho viên kim cương khi cắt mài ra nó có được cái sự lấp lánh và độ sáng cao nhất là gần 100 năm rồi các bạn. Nên vì thế các cái thông số này mình được coi như là một thông số chuẩn để khi những viên kim cương cắt ra là nó sẽ có được độ cắt mài tốt nhất. Và cái độ cắt mài tròn này các bạn là đang ứng với lại cái chiết xuất của kim cương nha các bạn, tức là đối với lại chiết xuất là 2.42 thì với cái góc độ giác này nó sẽ tạo ra độ lấp lánh và độ chiếu sáng cao nhất cho kim cương. Còn nếu các bạn ứng dụng những cái thông số cắt mài này cho các loại đá quý khác thì mình chưa chắc là câu chuyện này nó sẽ xảy ra như vậy các bạn. Tại vì mỗi loại đá quý khác nó sẽ có một cái chiết xuất, một cái độ tán sắc, một cái độ phản xạ ánh sáng khác nhau, do độ cứng nó khác nhau, cái chiết xuất của nó khác nhau. Nên vì thế khi chúng ta áp dụng vô mà chúng ta không hiểu được bản chất của cái vật liệu chúng ta cắt á, thì lúc đó nó sẽ không thể hiện hết được một cái độ chiếu sáng tốt nhất cho các bạn. Có thể rằng là có những viên đá quý cái đáy của mình á, mình sẽ cắt phải sâu hơn một chút xíu thì nó mới thể hiện hết được cái độ lấp lánh của đá, hoặc là cái mặt ở phía trên nó phải mỏng đi hoặc phải dày đi lên. Thì lúc đó tùy vào cái kinh nghiệm của người thợ mài thì họ sẽ có. Và ở ngoài thị trường thì mình thấy rằng là sẽ có những cái cuốn gọi là cuốn hướng dẫn cắt mài các bạn ở nước ngoài nha, ở Việt Nam thì mình chưa thấy. Họ sẽ có phân ra từng loại đá và có từng kiểu giác mài, từng cái góc độ cắt rất là chi tiết luôn, và ta ứng dụng vào những cái cắt mài chuẩn. Nhưng mà thực tế ra mình thấy rằng không có ai cắt nổi câu chuyện đó, trừ khi là cái viên đá đó nó có đủ điều kiện để chúng ta cắt. Tại vì các bạn biết rằng là khi mà cái nguyên tắc đầu tiên á, quan trọng nhất của một việc cắt mài của một viên đá thô á, đó chính là giữ được cái trọng lượng của nó lớn nhất. Cái thứ hai là loại bỏ đi được phần nào càng nhiều càng tốt các cái tạp chất bên trong. Và cái thứ ba đó chính là các cái độ chính xác của các cái góc giác mài để cho nó thể hiện được cái độ tán sắc cũng như là cái sự phản xạ ánh sáng tốt nhất khi mà chúng ta nhìn thấy đó. Nên vì thế đối với kim cương hay đối với tất cả các cái loại đá quý khác thì tùy thuộc vào cái điều kiện của viên đá thô và cái kế hoạch cắt mài về chi phí cũng như là cái ước lượng về giá trị của viên đá thì người ta sẽ áp dụng về cái nguyên tắc các bạn. Rồi thì mình cũng đã sơ lược qua về cái phần các cái giác mài các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói tiếp về cái độ sáng của kim cương cũng như độ lửa của kim cương, tại sao nó xuất hiện các bạn.
Thì như ban đầu mình cũng nói về bản chất ánh sáng, hiện tượng tán sắc, hiện tượng phản xạ ánh sáng, cũng như là sự phân tách ánh sáng khi mà đi vào một vật chất. Thì người ta cắt một viên tròn chiếu sáng cũng giống như người ta cắt rất nhiều cái cạnh mặt gương. Chúng ta có 58 cạnh mặt gương để tạo nên một viên kim cương mà đã cắt mài rồi. Thì những cái cạnh mặt gương này nó sẽ đóng hai vai trò. Một là phản xạ ánh sáng, hai là khúc xạ ánh sáng. Và khi mà ánh sáng đã được khúc xạ ánh sáng vào bên trong của viên kim cương thì lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện cái điều kiện thứ ba, đó chính là sự tán sắc ánh sáng. Thì đối với lại kim cương á, cái điều quan ba cái thứ mà gọi là quan trọng mà mình nghĩ rằng là ảnh hưởng đến cái độ đẹp của kim cương, thứ nhất là độ sáng hay ta gọi là brightness, cái thứ hai là độ lửa của viên kim cương hay ta gọi là fire, và cái thứ ba là cái hình dạng phản chiếu của các giác khi mà ánh sáng được phản chiếu bên trong viên kim cương, hay ta gọi là screen insulation. Ba yếu tố này là ba yếu tố kiên quyết và nhất định để mà chúng ta đánh giá một cái viên kim cương nó có cắt mài đẹp hay không đẹp. Vậy thì độ sáng là gì? Độ sáng thì nó phụ thuộc vào thứ nhất, đó chính là cái kích thước của mặt bàn các bạn ha, kích thước của mặt bàn. Người ta coi cái mặt bàn giống như một cửa sổ của một viên đá, tại vì mặt bàn là mặt vuông góc với lại tia ánh sáng. Cái thứ hai, mặt bàn là cái mặt lớn nhất trong một cái viên kim cương. Thì khi ánh sáng nó đi vào mặt bàn thì đó là điều kiện để viên kim cương đi vào, ánh sáng đi vào bên trong viên kim cương. Còn các cái mặt như là mặt mặt bezel nè, hay là mặt star nè, hay là mặt upper girdle facet nè, những cái mặt này á chủ yếu là nó là nội phản chiếu bên trong và phản chiếu ánh sáng ra tất cả các góc ở xung quanh môi trường, chứ không phải là nó là cái cửa sổ để đi vào viên đá nha. Cái cửa sổ mà để cho cái ánh sáng được đi vào trong viên đá đó chính là qua cái mặt bàn hay gọi là table các bạn. Thì cái table này á, nó lớn hay nó nhỏ thì ánh sáng sẽ đi vào nhiều hay ít. Thì các bạn thấy rằng có những viên kim cương cái mặt bàn á, nó được mài lớn khoảng 65% cái đường kính á, hay là 70% đường kính, thì em thấy viên đá nó trắng, nó sáng. Còn nếu mà những cái mặt bàn nào mà bạn thấy rằng người ta cắt mài mà khoảng 56% hoặc là nhỏ hơn nữa, có khi là nó về khoảng 40-49% so với cái đường kính đó, thì chúng ta thấy rằng cái viên đá nó sẽ bị tối, tại vì ánh sáng vào đâu được nhiều đâu và nó ra cũng không nhiều. Và một nguyên tắc mà các bạn cần phải hiểu là khi mà ánh sáng chiếu tới trên bề mặt của một vật chất thì ánh sáng phải phản xạ về mắt của con người chúng ta thì chúng ta mới thấy được nó nha các bạn. Nếu ánh sáng nó không phản xạ về tới mắt của chúng ta hoàn toàn sẽ không thấy được những cái vật chất đó. Nên vì thế cái mặt bàn nó là cửa sổ để mà khi ánh sáng nội phản chiếu bên trong và khúc xạ xong mà tán sắc rồi đi lòng vòng bên trong viên kim cương và nó đi ra ngoài lại thì nó mới tới được mắt chúng ta. Đó là gọi là cái hiệu ứng cuối cùng mà chúng ta thấy được. Còn bên trong viên kim cương khi mà ánh sáng đi vào nó sẽ có rất nhiều cái phản ứng tán sắc bên trong, nội phản chiếu bên trong, khúc xạ, phản xạ rất nhiều bên trong, và chúng ta chỉ thấy được khi mà nó đi tới mặt chúng ta thôi. Đó, nên vì thế GEA họ đã ra được cái tiêu chuẩn Star Ambient thì họ quy định luôn về cái giác cắt mặt bàn này là phải bao nhiêu. Thì thường khi mình hồi xưa mình kiểm định thì cái mặt bàn này là nó tầm khoảng từ 58 cho tới khoảng 62%, 58-62% là mình thấy là ok. Và cái 58 và 62% này nó so với lại cái đường kính các bạn, so với lại đường kính là cái đường kính ngoài của viên tròn á đó, thì tức là đường kính ngoài của viên tròn là 100%, thì cái kích thước của mặt bàn này là 58-62%, nó vẫn gọi là excellent các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua tới phần fire, tức là lửa thì liên quan đến câu chuyện của tán sắc. Thì lúc này viên kim cương sau khi mà được cắt mài đánh bóng xong thì nó giống như một cái lăng kính vậy các bạn.
ánh sáng đi vào thông qua chiết xuất, nó sẽ tạo ra một cái lăng kính phân tách ánh sáng ra thành 7 sắc cầu vồng ở bên trong kim cương. Và mỗi cái giác cắt của phần pavilion, góc độ phản chiếu cũng như cái giác ở phía trên của round, nó sẽ là những tấm gương. Và những tấm gương này á, nó sẽ nổi phản chiếu những cái màu sắc và những cái ánh sáng đi vào bên trong, và nó sẽ tạo ra sự lấp lánh khi các bạn lắc viên đá. Các bạn sẽ thấy rằng là những tia lửa là những cái tia mà gọi là màu sắc á, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh, màu tím. À, mình đó, đây là mình cho các bạn coi nè, đó những cái tia mà có màu sắc thì ta gọi đó là lửa. À, còn những cái lấp lánh mà màu trắng ấy, mà các bạn thấy đó, đó chỉ là những cái flash thôi, những cái tia phản xạ của những cái mặt đáy hoặc là trên thôi. Còn lửa thì nó mang tất là nó mang yếu tố của màu sắc. Vậy thì á, cái lửa này, cái gì nó tác động đến cái lửa này? Cái lửa này nó sẽ liên quan đến câu chuyện là sự tán sắc ánh sáng, các cái góc độ của đáy ha. À, tại vì đáy là cái gì, chúng ta thấy rằng cái đáy nó giống như là một cái tấm gương vuông góc, khi mà ánh sáng đi vào mặt bàn nó sẽ dội phản chiếu lên để tới mắt chúng ta. Thì cái fire này nó sẽ liên quan đến cái góc của pavilion nhiều hơn. À, và cái góc pavilion này nếu mà chúng ta cắt nông quá, tức là nó mỏng đá, thì chúng ta thấy rằng là khi mà tia sáng đi vào bên trong viên kim cương nó sẽ bị khúc xạ xuống đáy hết. Tại vì chúng ta đã học rồi, cái góc tới với góc khúc xạ nó sẽ có một công thức để tính, mà nếu mà nó không bằng cái góc phản xạ để mà qua cái giác đối diện thì nó sẽ đi ra ngoài. Nên vì thế là cái góc pavilion ở phía dưới á, nó rất là quan trọng trong việc mà đưa ánh sáng ngược về mặt bàn và đi tới mắt mình đó. Và một cái yếu tố nữa là gì, là cái sự liên quan giữa mặt bàn với lại cái fire này, cái lửa này. Khi mà cái này chắc là không ai cho các bạn biết, nhưng mà đó kinh nghiệm mười mấy năm của mình thấy rằng một viên kim cương mà có một cái tỷ lệ mặt bàn từ 58 lên đến 62% thì nó là một sự cân đối nhất giữa độ sáng và lửa. Các bạn, nếu các bạn cắt cái mặt bàn nó lớn, nó sẽ từ 65 cho đến 72-73%, thì các bạn sẽ thấy rằng là viên đá của chúng ta nó sẽ sáng nhưng mà nó không có lửa. Tại sao? Tại vì khi ánh sáng nó đi vào trong viên đá và nó phản chiếu hầu như là đi qua mặt bàn ra ngoài hết rồi, nó không có dội lên trên các cái giác star hoặc cái giác bezel để đi xuống ngược lại rồi đi lên là đi xuống nữa rồi mới ra được mặt bàn. Tại vì do cái cửa chúng ta mở ra lớn quá, ánh sáng đi ra nhiều quá, thì lúc đó nó không có hiệu ứng tán sắc nhiều bên trong viên đá. Vì thế viên đá của chúng ta nó sáng nhưng mà nó lại không có lửa. Còn nếu mà chúng ta cắt cái mặt bàn này nhỏ, tức là ánh sáng đi vào ít nhưng mà nội phản chiếu nhiều, tức là khi ánh sáng đi xuống cái cạnh của pavilion đi dội vuông góc với cạnh pavilion, còn lại đi dội lên trên các mặt star và bezel, lại đi dội xuống, mà có nghĩa là dội qua dội lại, dội qua dội lại, xong rồi cuối cùng nó một góc độ nào đó nó mới đi lên mặt bàn mà chúng ta mới thấy được tia sáng đó, thì chúng ta thấy rằng cái mức độ nội phản chiếu dispersion nó rất là nhiều. Nên vì thế nó tạo ra rất là nhiều tia lửa, gọi là lửa mạnh đó, nhưng mà viên đá nó bị tối. Tại vì sao? Ánh sáng vô ít mà, ánh sáng ra ít thì chúng ta thấy viên đá nó tối thôi. Nên vì thế tại sao mà chúng ta có cái tiêu chuẩn là từ 58-62% đối với cái mặt bàn là gọi là tiêu chuẩn excellent. Còn đối với lại mà vượt qua khỏi cái khung đó thì nó sẽ từ very good hay là từ good hay fair poor. Tại vì thật sự ra mặt bàn cũng chỉ là một yếu tố nữa các bạn. Nó còn yếu tố tất cả các giác, thì mình sẽ từ từ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng giác, từng góc, từng cái công thức để mà tính được cái câu chuyện đó. Thôi các bạn, mà bên đây chúng ta chỉ hiểu rằng cái mối tương quan giữa brightness và fire đó chính là thông qua cái mặt bàn, thông qua tất cả các cái giác, góc độ của cái giác cắt mài. Mặt bàn mà lớn thì lửa, mặt bàn mà lớn thì viên đá nó sáng, lửa nó yếu. Mặt bàn mà nhỏ thì viên đá nó tối, lửa nó mạnh. Đó. Cứ cân đối ở giữa khoảng 5-8-6-2 thì viên đá nó cân bằng. Ok. Rồi tiếp tục
là cái này cũng là một cái điều rất là quan trọng, đó là yếu tố thứ ba, đó là sensorization, tức là những cái hình dạng của những cái giác khi mà nó nội phản chiếu, nó tạo ra các cái giác lấp lánh đó các bạn. Cái này á, thì nó tạo ra bởi cái sự phản chiếu trên dưới, giống như các bạn để hai tấm gương á, phía trên phía dưới, thì các bạn sẽ thấy rằng để một vật thể vô nó sẽ bị nội phản chiếu bên trong, ta thấy được rất nhiều cái ảnh ảo cái của cái mặt giác. Thì á, những cái viên đá mà cắt chuẩn, tức là các cái góc, các cái điểm tiếp giáp, các cái mặt mặt giác á, hay là tất cả những yếu tố đó ta gọi là symmetry á, mà nó khít với nhau, nó trùng đỉnh với nhau và nó đều, thì nó sẽ tạo ra một cái screen translation, tức là cái sự phản chiếu của các cái giác nó rất là cân đối, nó ra một cái hình thù à, hay mình gọi á, nếu mà cắt chuẩn luôn tất cả các cái thông số á, hay nó ra gọi là hot and a các bạn, tức là hot and arrow. Hot and arrow là một cái hiện tượng phản chiếu ánh sáng khi mà chúng ta nhìn qua một cái kính đặc biệt của nó, ta gọi là iDiscope, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ có từ mặt bàn nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy được là sẽ có 8 cái mũi tên và từ mặt đáy nhìn ngược lên, hay là úp viên đá xuống ta nhìn đó, thì chúng ta sẽ thấy được là có 8 trái tim hay gì đó. Đó chính là tại sao mà sự gọi là nghiên cứu của con người về cái giác chuẩn này nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng như vậy, ta gọi là hot and arrow. Đúng. Thì cái đó là do cái hiện tượng của sensorization nó tạo ra các bạn ha. Thì chúng ta hiểu sensorization là vậy, đó chính là những cái ảnh ảo của tất cả các giác sau khi nội phản chiếu tới mắt chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được những cái shape, những cái hình dạng, những cái bố cục mà những cái giác này tạo ra. Và đây cũng là một phần của những cái tối và sáng, hay là gọi là cái sự tương phản giữa tối và sáng. Khi các bạn nhìn vô một viên cương, các bạn sẽ thấy có những giác tối, có những giác sáng. Giác sáng tức là lúc đó ánh sáng tới mắt mình, giác tối tức là lúc đó ánh sáng không tới mắt mình. Thì nếu mà chúng ta cắt chuẩn thì sự cân bằng đó sẽ tạo ra được vùng tối và vùng sáng, tạo thành một cái hình dạng đó được gọi là sensorization. Thì ba yếu tố này các bạn cần nên phải nhớ khi chúng ta chọn một viên kim cương. Các bạn chọn kim cương, hồi xưa có nhiều khách hàng hay hỏi mình chọn kim cương sao cho nó đẹp. Trời, chị có nhiều lúc mà chị kêu là trời chị thấy nó sáng quá, lấp lánh quá. Nhưng mà vấn đề là cái đó chỉ là cái cảm quan các bạn. Mà khi các bạn đã thông qua cái chia sẻ của mình đó, thì các bạn sẽ hiểu rằng các bạn phải nhìn vào cái gì, mong muốn của các bạn khi mà mua một viên cương là cái gì, số tiền của bạn bỏ ra là bao nhiêu để đạt được cái mục đích đó. Nếu mà các bạn có một số tiền kha khá, thì các bạn nên chọn những cái viên kim cương mà có các mài chuẩn. Có các mài chuẩn thì mình sẽ trình bày cho các bạn tất cả cái gì gọi là chuẩn, và ráp tất cả các cái chuẩn đó lại thì sẽ thành một cái chuẩn chung. Barcelona này nọ. Thì đối với lại Brian, brightness hoặc là fire hoặc là sensorization á, thì các bạn nên để ý đến câu chuyện là thông số của mặt bàn. Thông số của một mặt bàn thì trên tất cả các giấy của GA hay là giấy ở Việt Nam mình không biết, nhưng mà giấy của GA thì họ sẽ có một cái mô hình, trong mô hình đó họ sẽ đưa ra các cái thông số, gọi thông số tiêu chuẩn của mặt bàn nè, của total depth nè, tức là tổng dày nè, cục round nè, cục rau ha, của Pavilion nè, của girdle nè, của góc girdle nè, của góc rau nè, của góc Pavilion đó, những cái thông số đó thì chúng ta phải dựa trên thông số đó để chúng ta tìm một viên kim cương sáng nhiều hay là lửa nhiều. Còn nếu mà chọn được viên kim cương mà cả hai yếu tố đó nó đều tốt hết thì quá tuyệt vời. Tại vì kim cương á, đẹp hay không đẹp là do cắt mài các bạn. Như ra nếu một viên kim cương thô, các bạn thấy mình đưa hình cho bạn coi, nếu dục ngoài đường chắc không ai biết, tại vì nó cũng giống như cục sỏi vậy. Tại vì bản chất của nó chưa được chế tác, nó chưa được mài dũa, nó chưa gì hết thì chúng ta không hề lấp lắm. Nhưng mà phải qua cái mài dũa này, chúng ta phải qua cái cắt giác này thì chúng ta mới thấy rằng là những viên kim cương nó thể hiện được cái độ đẹp của nó. Và có những viên mình thấy rằng là dù rằng là clarity của nó, nghe độ tinh khiết của nó thấp,
SI1, SI2 hoặc là ngay cả đầu của I1. Nhưng mà nó cắt cực kỳ đẹp thì các bạn hầu như những cái screen duration á, nó che luôn cái phần clarity luôn, rất khó thấy. Còn nếu mà các bạn mà mua những cái viên mà nó sáng á, mặt bạn chà bá luôn á, thì những cái mà screen duration nó đâu có thể hiện hết được đâu, nó sẽ tạo ra nguyên một vùng sáng hoặc nguyên một vùng tối, nó không có xen kẽ. Thì những cái bao thể bên trong á, các bạn dễ thấy lắm, tại vì lúc đó viên sáng mà viên đá bị cần lắc qua nó sáng một cái là chúng ta thấy bao thể liền. Nhưng mà những viên kích chuẩn á, là khi các bạn lắc qua là phần này sáng phần kia tối, lắc ngược lại phần kia sáng phần này tối, nó ảo vậy đó. Thì lúc đó những cái chip nè, những cái mà nứt nè, những cái inclusion bên trong nè, chúng ta rất khó thấy, khó nhìn ra lắm, đeo không ai biết luôn. Mà dù rằng nó nằm ở SI1, SI2 hoặc là tới ngay E1 luôn. Thì cái đó là cái mà tại sao nói yếu tố khách nó quan trọng cho một cái vẻ đẹp của viên kim cương, nó là vậy. Hai các bạn. Rồi chúng ta đã nói đến vấn đề về ba cái yếu tố mà cảm quan mà các bạn cần phải để ý khi mà các bạn muốn đánh giá một cái viên kim cương nha các bạn. Thì ngoài ra thì để đánh giá chất lượng của một viên kim cương đó, thì nó còn một cái yếu tố nữa thì ta gọi đó là polish, tức là cái độ đánh bóng. Cắt mài thì nó sẽ có hai giai đoạn. Theo mình hiểu thì nó sẽ có là tới 4 giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta tạo hình, chúng ta sẽ mài ra hình chữ shape. Chữ shape những viên tròn thì chúng ta mài đi thô ra hình tròn. Rồi chúng ta bắt cái shape của thằng crown, bắt cái shape của thằng pavilion, nhưng mà nó chưa có ra giác các bạn. Cái bước thứ hai á là cái bước bắt đầu các bạn mài giác. Chúng ta sẽ dùng những cái cần mài của các cái thợ đó, nó có những cái góc gọi là cái góc á, khi người ta sẽ cứ qua một góc, nó có thông số mà qua một góc nữa, góc ta mà những khi là nó ra hết tất cả cái giác. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến tới câu chuyện là đánh bóng. Cũng từ cái đó chúng ta sẽ có một cái đĩa gọi là cái đĩa kim cương á, cái đĩa hợp kim nhưng mà sử dụng cái bột kim cương để mài á, thì chúng ta sẽ đánh bóng cái viên đá lên. Thì cái mức độ đánh bóng nó thể hiện cực kỳ quan trọng đến cái chất lượng của ánh sáng của viên đá các bạn. Tại sao mà nói vậy? Đơn giản, giống như các bạn nhà có tấm gương á, tấm gương của các bạn mà được lau chùi mà sáng thì các bạn soi cái mặt mình vô, mình thấy cái mặt mình nó cũng sáng. Nhưng mà khi mà tấm gương các bạn để dơ mà nó bị ố, thì khi mà các bạn nhìn vô tấm gương đó, mình thấy rằng là cái chất lượng của cái hình ảnh chắc chắn là nó sẽ không tốt rồi. Kim cương cũng vậy các bạn, mỗi mặt giác là một tấm gương. Khi người ta cắt mài ra tấm gương đó thì cái chất lượng đánh bóng của tấm gương nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của viên kim cương cực kỳ nhiều. Những viên kim cương mà ta gọi là đánh bóng không tới, tức là một là đánh bóng không tới nha các bạn, hai là bị cháy giác, tức là viên đá khi mà bị đè bóng là nó sẽ bị nóng quá, không có giải nhiệt thì bị nóng quá nó bị cháy nhát thêm lơ, hay gọi là ngữ là lơ. Thì cái mặt của kim cương nó sẽ bị mờ mờ, đục đục, dạo dạo như nước cháo vậy. Thì các bạn nghĩ rằng là khi ánh sáng mà nó đi vô của viên đá rồi, nó gặp cái mặt mà ảo ảo đó thì nó có ra được gọi là ánh sáng sáng nhất không? Chắc chắn là không rồi. Nên vì thế ba tiêu chuẩn excellence của GA là cái gì? Một là cut ray excellence, hai là symmetry excellence, ba là polish cũng phải excellence đó. Và polish này mình sẽ có một cái hướng dẫn riêng cho các bạn, tại vì nó liên quan đến câu chuyện là blemish, tức là những cái yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cái clarity. Clarity nó có hai yếu tố, một là inclusion, tức là những yếu tố bên trong ảnh hưởng viên kim cương, hai là blemish, tức là những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến viên cương. Thì polish này nó sẽ nằm trong cái blemish, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng viên cương và nó cũng đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng luôn các bạn, ảnh hưởng cực kỳ nhiều luôn á, nên vì thế nó rất quan trọng. Tiếp tục rồi cái này thì mình cũng đã nói với các bạn trong cái phần nãy rồi, về cái đáy của viên kim đá đó, viên đá cắt mỏng quá hay là cắt dày quá nó sẽ tạo ra hiệu ứng gì. Thì đúng rồi, trong cái clip trước mình cũng đã nói rồi,
Về cái phần các bạn nhớ không? Nếu bạn nào mà chưa coi cái clip trước thì các bạn nên coi, và các bạn coi lại clip này các bạn sẽ hiểu hết những gì mình nói nãy giờ. Hai hiện tượng của cắt mỏng và cắt dày là gì các bạn? Đó chính là fish eye và duck center. Nếu cắt mỏng thì nó sẽ có hiện tượng của fish eye, tức là một cái vòng màu trắng nó sẽ xuất hiện ở tâm của viên đá khi chúng ta nhìn từ mặt bàn xuống. Hiệu ứng đó là do cái góc phản xạ của cái polyvinyl nó phản chiếu hình ảnh của cái G và nó thể hiện lên trên cái mặt bàn. Và cái duct center tức là gì? Cái viên đá chúng ta bị cắt dày quá, cái polyvinyl nó dày quá, thì khi ánh sáng đi vô á, cái góc của polyvinyl nó quá là dốc, nên vì thế là ánh sáng đi vô xong nó không phản chiếu vuông góc đi lên mà nó đi xéo luôn về xuống dưới đáy. Nên vì thế là chúng ta có một hiện tượng gọi là hiện tượng thoát sáng. Mà bạn biết rằng cái kim cương đâu phải chúng ta để nó không gì đâu, mà chúng ta phải gắn lên trên những cái trang sức đúng không, những cái chấu đúng không. Mà bây giờ ánh sáng đi vô nó xuống chấu hết trơn rồi, nó ra ngoài đáy hết trơn rồi, ánh đâu có lên mặt bàn đâu, thì chúng ta thấy được vùng tối. Mà thấy được vùng tối thì chúng ta gọi nó là dark center, là nghĩa là vùng tối trung tâm. Còn nếu mà chúng ta cắt chuẩn theo cái tỷ lệ thì ánh sáng đi xuống bao nhiêu mà nó sẽ đi lên mắt chúng ta bấy nhiêu, nó đâu có thoát ra ở cái đáy đâu. Nên vì thế là chúng ta phải để ý cực kỳ nhiều về tính chất của các mài này các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Rồi đây là một vài cái thông tin thêm mà mình cũng chia sẻ với các bạn về độ sáng. Cái này mình chủ yếu là độ tán sạch. Thì đối với kim cương, giống như mình nãy mình nói, mỗi loại vật chất đều có một tiết xuất, và kim cương nó sẽ có tiết xuất của kim cương 2.42, và sẽ có nhiều cái loại đá không màu khác người ta dùng để thay thế kim cương trong từng mục đích. Mình nói là thay thế kim cương trong từng mục đích nha, chứ không có nói là giả hay là cái gì nữa các bạn. Thay thế kim cương trong từng mục đích thì nó có các cái loại gọi là simulated, là những cái loại đá khác giống kim cương, bao gồm thứ nhất moissanite. Moissanite thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã từng nghe. Đây là một loại đá nhân tạo, chắc chắn 100% là nhân tạo. Moissanite trong tự nhiên hoàn toàn cực kỳ hiếm để tìm thấy, nên vì thế moissanite, những cái viên mà các bạn có thể mua trên thị trường mà tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu hay là mấy trăm ngàn đó, mà ta gọi là moissanite á, thì những cái viên này gọi là viên đá nhân tạo, là hoàn toàn do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm. Và hiện tại bây giờ moissanite nó được sản xuất một cách công nghiệp luôn rồi các bạn, nó không phải như hồi xưa cách đây 10 mấy năm mình là nó còn rất là hiếm. Hồi lúc mà mình mới làm về kiểm định cách đây khoảng vừa mới vào kiểm định khoảng 2 năm thôi, là moissanite này nó cực kỳ mắc. Một viên 4 ly mình nhớ thời đó nó cũng đã gần 5 triệu mấy rồi, mà bây giờ thực sự ra nó rất rẻ do cái nhu cầu thị trường và người ta, cái công nghệ sản xuất của người ta đã lên cao rồi. Moissanite, các bạn biết rằng là cái chiết xuất của moissanite nó cực kỳ cao, nó cực kỳ cao, cao hơn kim cương, và khi ánh sáng đi vào nó sẽ có hiện tượng tán sắc cực kỳ mạnh. Và các bạn thấy, mà các bạn nhìn vào một viên moissanite, các bạn thấy trời ơi, lửa nó lấp lánh rồi chiếu sáng, mà nó đủ thứ và nó rất là giả. Chắc chắn điều vậy. Cái độ đẹp của kim cương nó rất là huyền ảo ở chỗ là nó cân bằng giữa độ sáng, nó cân bằng giữa lửa, và nó cân bằng vô giữa cái scintillation luôn. Nên khi các bạn nhìn vô nó có một độ trong, một độ sâu, một cái độ thật. Còn đối với là những cái viên đá khác á, mà một trong không màu mà chúng ta dùng để giải kim cương á, chúng ta thấy rằng á, có những viên á, nó bị lu mờ, những cái viên ánh nó không được đen, những cái viên mà nó lửa nó quá trời quá đất, nó vượt quá cái tầm hiểu biết luôn, là moissanite đó. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta chiếu một cái ánh sáng trực tiếp từ mặt bàn đi xuống dưới cái đáy của viên moissanite, cái lửa của moissanite nó cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh đó. Đó là cái cũng là một cách để mà các bạn phân biệt giữa moissanite và diamond, kim cương các bạn. Tức là khi mà nó nằm ở trên vỉ, hoặc nó nằm ở ngoài, hoặc là nó nằm ở trên cái nhẫn, các bạn nhìn vô một cái bề mặt của viên đá, các bạn mà lắc qua lắc lại mà thấy mà lửa, trời lửa mà lửa đứt con mắt luôn á, thì các bạn phải nghi ngờ. Nếu người ta nói đó là kim cương thì các bạn phải nghi ngờ.
Tại vì mình nhấn mạnh với các bạn tại sao mà mình nói rõ rất là rõ cái yếu tố của brightness, fire và scintillation cho các bạn ở đây, tại vì nó là yếu tố cảm quan. Các bạn là người đi mua, các bạn không có được sử dụng rất nhiều dụng cụ để các bạn kiểm tra đâu. Cùng lắm là nó cầm cái bút nó chấm chấm vô và nhảy lên tít 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 tít. Mình sẽ nói câu chuyện của cái bút này. Cái bút này nó có những câu chuyện rất là vui. Thì các bạn tin rồi các bạn mua chưa chắc. Motion AI bấm bút vô cũng kêu vậy, kim cương nhân tạo bấm vô cũng kêu vậy. Vậy thì chúng ta là người chơi, chúng ta bước vào thế giới của kim cương thì chúng ta phải nhìn nhận viên kim cương theo một cái góc độ của kim cương, và chúng ta phải xem nó, chúng ta phải hiểu nó, và chúng ta phải cảm nhận và phân biệt được nó thông qua những yếu tố cảm quan, bao gồm là độ sáng này, bao gồm là độ lửa này. Chúng ta phải nghi ngờ rằng ủa sao viên này sao mà ta nói kim cương mà lửa nó mạnh quá vậy, hay là cái lửa nó lưu quá vậy. Tại vì bản chất kim cương là cứng nhất, các bạn mình nói kim cương là cứng nhất. Và nên mình thấy khi mà người ta cắt mài độ bóng của kim cương là tuyệt vời luôn á. Là độ bóng của kim cương có một cái ngữ rồi, để mình coi mình nhớ coi. Người ta gọi nó là độ bóng adamantine. Đó chính là mức độ bóng cao nhất có thể của một vật liệu trong suốt. Ha, các bạn nhớ chữ adamantine nhỉ các bạn. Ta gọi là adamantine luster, cái ánh. Mà kim cương có được cái ánh này, tức là cái ánh này nó cực kỳ cao, nó cao nhất trong tất cả các cái ánh mà khi người ta cắt mài. Nên vì thế nó sẽ có một cái độ trong mà mình có thể gọi là độ trong đi, độ sống động. Các bạn phải làm nhiều, các bạn phải nhìn nhiều, các bạn mới hiểu được những cái gì mình đang cảm nhận. Tức là nó có một cái độ sống động cực kỳ cao và cái độ có một cái chiều sâu khi chúng ta nhìn kim cương. Chứ giống như là mình nói rằng là như cubic di công dia đá nhân tạo CZ, các bạn nó cũng chiếu, nó cũng lấp lánh, nó cũng có độ phản xạ giống như kim cương vậy. Nhưng mà khi các bạn để hai viên, một viên kim cương một bên, một viên CZ một bên, các bạn thấy một sự khác biệt rất lớn. Viên kim cương nhìn vô nó có một độ trong mà có một chiều sâu. Các cái giác mà phản chiếu của screen scintillation á, giác đen nó rất là đen, trắng nó rất là trắng. Còn đối với lại những cái viên như CZ nó sẽ bị mờ mờ, bị lu lu đục đục. Hoặc là ví dụ như người ta lấy sapphire để mà người ta cắt ra những viên tròn cho nhìn còn thê thảm hơn nữa. Nó đục đục mà nó mờ mờ ảo ảo, nó không có được trong như kim cương. Trừ trường hợp Wait a minute. Viên kim cương này nó có màn cháo. What? What the fuck? À, cái đó gọi là bao thể cloud đầy hết trong viên đá thì nó sẽ bị mờ. Thì cái này các bạn phải coi trong cái giấy kiểm định, coi là cái yếu tố kiểm định này nó là yếu tố gì. Ví dụ như là clarity của nó là nó ghi là cloud, mức độ cloud nó là như thế nào thì nó sẽ bị hiện tượng đó. Còn nếu mà một viên mà tầm VS1, VS2 mà trở lên thì không có cửa của round. Tại vì VS1, VS2 thì cái mức độ đánh giá cũng khá là cao rồi, nên mình thấy cái bao thể hầu như nó khó tác động lên câu chuyện của độ đẹp của kim cương. Nên vậy thấy các bạn phần đó các bạn cứ yên tâm. Còn cái phần mà gọi mình nói rằng là nếu viên đá này, kim cương này bị mây á, thì thường mình thấy rằng đánh tầm Si2 xuống với lại Si1, Si2 tại vì nó đã không, nó cái lượng tạp chất bên trong nó quá nhiều rồi, nó lại thấy được bằng mắt thường. Tới clarity đi, mình nói câu chuyện nó hấp dẫn lắm, nó nhiều cái hay lắm. Đó thì đây là yếu tố cảm quan đầu tiên khi các bạn bước vào con đường chơi kim cương. Các bạn hiểu thì bạn sẽ không bị kim cương chơi lại. Mình xua các bạn luôn. Thì đó chính là những cái yếu tố mà mình chia sẻ với các bạn thông qua cái chia sẻ về ánh sáng, cũng như là cái tương tác của một viên kim cương đối với là cái ánh sáng đó và tới mắt người mình nó như thế nào, có những cái nguyên tắc như vậy. Và trong cái video này mình chỉ cần các bạn nhớ ba điều cực kỳ quan trọng, đó chính là độ sáng, lửa và độ lấp lánh phản chiếu, gọi cái pattern của các cái giác. Và ba cái yếu tố này nó đều quan trọng và tương quan cực kỳ mật thiết với
cắt mài, đồ đánh bóng của một viên kim cương. À, hai các bạn. Rồi, à, phần chia sẻ của mình về ánh sáng cũng như là cái sự tương quan của chúng đến đây cũng hết rồi. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và cũng chúc các bạn có được một ngày làm việc thành công, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và mong các bạn luôn luôn ủng hộ những gì mà mình thực hiện với các bạn, giúp mình có động lực tiếp tục trong các cái chương trình tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Goodbye. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Xin mời cô bác đừng lên sách đích đi về.